Thì xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với kênh Canh Nông TV Thì chúng ta cũng đã kết thúc năm 2023 với nhiều khó khăn và vất vả Thì qua năm mới 2024 thì Canh Nông TV cũng xin chúc tất cả bà con mình có nhiều sức khỏe nè Mình có một năm mới thành công hơn Mùa vụ mình đạt năng suất cũng như là những cái thành phẩm nông sản của mình nó có giá trị kinh tế tốt hơn nha bà con thì với tới với video của ngày hôm nay mà Canh Nông cùng bà con mình cùng nhau mình cũng sẽ tìm hiểu về ba bộ công thức mà Canh Nông đã dùng để cho bà con mình sử dụng trong việc là phòng ngừa cũng như là quản lý bò trĩ cũng như là rầy rẹp sâu bệnh gây hại cho cái vườn trồng của bà, của bà con mình nha bà con. Thì những ở, ở những video trước á, thì Canh Nông cũng đã cùng bà con mình tìm hiểu rất kỹ về bò trĩ bà con mình có thể xem lại ở trong kênh hoặc bà con mình có thể comment dưới video số điện thoại thì canh nông sẽ liên hệ để tư vấn miễn phí hoàn toàn cho bà con còn trong video ngày hôm nay thì canh ông muốn cùng bà con mình tìm hiểu về các sản phẩm để mình quản lý bò trĩ thì canh nông cũng có làm về những cái bộ sản phẩm này rồi nhưng mà thời gian cũng lâu nên bà con mình tìm lại cũng khó nên canh nông quyết định làm một video mới này để cùng bà con mình tìm cách phòng và diệt những con côn trùng chích hút này một cách triệt để nha bà con thì với ba bộ sản phẩm này thì bà con mình đã liên hệ với canh nông để lấy về sử dụng rất là nhiều phản hồi của bà con mình cũng vô cùng tốt cho thấy cái mức độ mà quản lý bò trĩ cũng như là côn trùng chích thúc với ba bộ sản phẩm này đạt tới 80-90% có những vườn đã hoàn toàn là được trị sạch được cái bò trĩ này nha bà con trong cái mùa nắng nóng hiện tại á, là cái môi trường thuận lợi nhất để bọ trĩ cũng như là côn trùng chích hút nó phát triển mạnh mẽ nhất nha bà con thì cái việc mà bọ trĩ nó liên tục cắn phá vườn của mình không những nó làm cho cái cây trồng của bà con mình suy yếu nè nó dẫn đến chết mà còn tạo những cái vết thương ở trên cây á, để cho mà nấm và vi khuẩn nó tấn công vào mà khi mà cái nấm vi khuẩn nó tấn công vào rồi thì nó lây lan cực kỳ nhanh bà con mình khả năng mất mùa vô cùng lớn nên cái việc mà mình quản lý bọ trĩ cũng như là côn trùng kết thúc ngay từ đầu á cũng là một cái điều hết sức quan trọng để mình có một cái mùa vụ tốt nhất nha bà con thì như đã nói từ đầu video á, thì canh đông và bà con mình sẽ không tìm hiểu sâu hơn về bọ trĩ cũng như là những cái điều kiện phát triển của nó mà chúng ta sẽ vào ngay cái bộ sản phẩm đầu tiên mà canh đông muốn giới thiệu cho bà con mình á thì bà con mình có thể áp dụng cho phần lớn các cây trồng khác nhau luôn nha bà con thì canh nông sẽ cập nhật về thành phần nè về giá để bà con mình có thể quan tâm về những cái bộ sản phẩm này á, thì bà con mình có thể dễ dàng mua bởi vì bây giờ cái thị trường á, mỗi nơi nó có bán mỗi loại thuốc canh nông không thể biết ở cái khu vực của bà con mình đang dùng cái loại thuốc gì để mà chia sẻ tới bà con để bà con mình mua á, thì canh nông chỉ xin chia sẻ những cái sản phẩm mà canh nông đã áp dụng cho rất có nhiều nhà vườn từ vườn trồng ớt trồng hoa trồng rau màu cũng như là can trái á, để mà sử dụng phòng trì bò chỉ hiệu quả để mà giới thiệu tới bà con. Thì với bộ công thức đầu tiên á là mình sẽ áp dụng ba cái sản phẩm đó là một cái chai diệt sâu nhện với hoạt chất là abamectin 36 g trên lít cộng kèm theo đó là hai gói sâu rầy hai tết với hoạt chất là dinotefuran 50% và hai gói phượng hoàng lửa với hoạt chất là imidacloprid 10%. Thì trong cái chai diệt sâu nhện á, thì nó có chứa là abamectin 36 gam trên lít. Á. Thật ra thì đối với cái sản phẩm Metin á, thì mình rất nhiều công ty nó đăng ký. Thì nó chỉ là một cái phần nhỏ trong cái chai thuốc này thôi. Còn lại cái là nó chứa cái phụ da chứa rất nhiều cái hạt chất ở trong này. Nên giá thành nó cũng rất là khác nhau. Thì đối với cái sản phẩm mà canh năm ngoài nó phòng trừ bò trĩ á, thì nó còn có trị sâu rất là tốt nha mà khi mình pha với nước á, nó không có bị vón cục nữa nè nó tránh ngay là dễ cái trường hợp là bị nghẹt bát phun của bà con á thì với bộ công thức canh nông đều phối chung cho bà con mình luôn để bà con mình có phòng trị cả bò trĩ cả nhện đỏ rồi sâu rầy sâu hại rầy rẹp luôn để bà con mình phun ngừa và trị tại vì không thể phối từng loại để bà con mình trị mỗi con bò chỉ chẳng hạn mỗi lần phun bà con mình cứ trị một loại côn trùng gây hại á, thì nó rất là mất thời gian và công sức của bà con nên canh nông muốn giới thiệu một cái bộ sản phẩm để bà con mình có thể xử lý được tất cả các loại trong một lần luôn nha thì với cái chai diệt sâu nhện này nó với hoạt chất ametin nó gây tác động đến hệ thần kinh của côn trùng nè nó gây rối loạn dẫn tới là con côn trùng nó không thể di chuyển cũng như là nó chán ăn và cuối cùng là nó dẫn đến chết ngay nha bà con Avastin thì cũng thông tin tới bà con luôn là nó trị sâu rất là tốt Nhưng mà nó phải kết hợp thêm với các hoạt chất khác á, Thì nó mới đem lại một cái hiệu quả tốt nhất Chứ bà con mình xài lẻ thì nó cũng thực sự là nó Đem lại cái hiệu quả mà nó chưa tới cái mức bà con mình mong đợi nha Vì vậy thì Với canh nông là luôn kết hợp thêm các sản phẩm Với các hoạt chất khác nhóm Nên Cái gói tiếp theo là gói sâu rầy á, Thì nó lại có chứa hoạt chất là, là dinotefuran 50% Là nó chuyên trị sâu rầy Kể các loại chết hút cả các loại mà kháng thuốc luôn nha bà con thì cái hoạt chất này là cái thế hệ mới nó thuộc là nhóm độc 3 nên nó rất an toàn và nó ít độc hại thì với cái dinotefuran thì tác động của nó lên sâu bọ gây hại bằng cơ chế là tiếp xúc và vị độc nghĩa là thuốc nó nó ảnh hưởng đến chúng qua cái việc mà tiếp xúc trực tiếp nha bà con thì với dinotefuran thì nó là có tính thẩm thấu nhanh nè khi mà bà con mình phun thuốc xong á nó thẩm thấu tốt từ bề mặt của lá đến mặt dưới của lá luôn nó có thể đi vào cây nhanh chóng thông qua rễ nè thân và lá rồi rồi nó lan rộng đến mọi cái bộ phận của cây và kèm theo đó là với nó là nó ở trong cây khoảng thời gian rất là lâu nó khoảng từ 4 tới 8 tuần thì bà con mình có thể dễ, là tiêu diệt triệt để được bò trĩ sâu bệnh rầy rè rẹp một cách mà vô cùng hiệu quả luôn và còn lại ở trong cái bộ công thức này á là gói phường hoàng lửa là nó có hoạt chất là imidaclorix 10% thì nó chuyên trị côn trùng chích hút và đặc biệt là nó có một cái ưu điểm rất là nổi trội đó là nó không có bị nóng cho cây mình nha bà con thì với cái hoạt chất Imidacoric á, là một cái hoạt chất mạnh về về cơ chế là tiếp xúc lưu dẫn thấm sâu và nội hấp đặc biệt là nó có thể làm ung trứng và diệt luôn trứng thì cái ưu điểm mạnh của dòng này là nó không bị nóng bông á nên bà con mình có thể dùng thoải mái mình không sợ ha vì cây trồng ở trong cái giai đoạn mà nó ra hoa làm nụ cũng như là lá non á thì nó cũng hơi nhạy cảm nên mà nên thuốc này là thuốc mát bà con mình cứ tự tin mà sử dụng ha vì cái bộ sản phẩm này á ngoài phòng trừ bọ chỉ ra thì hầu như là nó quản lý được tất cả các loại sâu hại gây hại ở trên cây trồng luôn nên bà con mình mang cái bộ này về phun á thì bà con mình không cần quan tâm thêm là mình có phối trộn thêm cái gì hết á có phối á, thì mình có phối thêm là thuốc bệnh và thuốc dưỡng thôi thì cái... thì cái giá bộ này là 320 ngàn nha bà con với cái liều pha máy nén thì một bộ mình pha 400 lít tương đương với hai phi á còn nếu mà mình xài bệnh điện thì liều pha mình khoảng từ 200 lít là 8 tới 10 bình 25 lít á cái với lại cái thuốc sâu á, thì mình thuốc sâu và thuốc trị côn trùng á, thì mình không nên tăng liều thuốc bệnh tăng liều thuốc bệnh thì mình mới tăng liều thôi chỉ mình chỉ cần phun kỹ là được và tiếp theo là chúng ta đến bộ công thức thứ hai mà kênh ông muốn chia sẻ với bà con đó là bộ sản phẩm bao gồm là một chai siêu mũi hành với hoạt chất là alpha cypermethrin và hai gói vua r 2 vua chích hút bao gồm hai hoạt chất đó là acetaminophen 25% và imidacloprid 8% kèm đó là hai gói rầy xanh với hoạt chất là bức phần 25% thì ở trong cái chai siêu mũi hành á, nó có chứa hoạt chất là alpha á nó là một cái hoạt chất mà gây tác động mạnh lên thần kinh của con bò trĩ nè nó làm cho nó chết rất là nhanh thì với cái alpha cipermethrin này á, thì nó có vị độc nè tác động trực tiếp đến côn trùng á, nó thông qua cái cơ chế là tiếp xúc trực tiếp thì cái hoạt chất này nó tác động lên cái hệ thần kinh trung ương của con bò trĩ á, nó làm ức chế các dây thần kinh truyền dẫn thông tin nè, nó làm cho con 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 bò trĩ nó bị tê liệt và tử vong ngay khi mà chúng tiếp xúc luôn. Và và kèm theo một cái là khi mà nó tồn lưu ở trên bề mặt lá thì cái alpha cypermethrin này nó có tác dụng là nó xua đuổi côn trùng nè, nó khiến cho những con côn trùng không thể chọn cái nơi đó để làm nơi trú ẩn nữa thì ngoài ra với cái hạt chất này nó có thể diệt được cả trứng với ấu trùng của con bò trĩ luôn luôn nha bà con thì với cái hoạt chất này bà con mình cũng nên hạn chế sử dụng khi mà mình gần hồ cá hay tôm á, vì nó cũng hơi độc cho cá với tôm nha bà con và tiếp theo chúng ta đến với sản phẩm thứ hai trong bộ sản phẩm trị bò trĩ này đó là gói R2 vui chích thúc thì nó bao gồm hai hoạt chất đó là acetamiris 25% và imidacolid 8% thì với hai cái hoạt chất này là chuyên trị bò trĩ Mà đặc biệt là gói này nó hoàn toàn nó không gây nóng cho cây trồng nha bà con Thì bà con ở đây á, tất cả những sản phẩm mà canh nông làm để diệt bò trĩ Cũng như là những con rầy rẹp chích hút khác á, Nó đều là lựa chọn những cái sản phẩm có tính mát Nó không gây nóng cho bông nóng cây Bởi vì bà con mình xịt thuốc quá nóng á, Thì cây trồng của mình nó bị nhạy cảm Nó dẫn tới nó bị ngưng phát triển ngay Hoặc là nó bị rụng bông hư bông ngay cho nên bà con mình phải lựa chọn những cái sản phẩm mát cho cây trồng nha bà con và thì cái thuốc này á, là thuốc dạng cốm WG nên nó hoàn toàn nó tan hoàn toàn rất là nhanh và rất là mát cho cây và gói còn lại ở trong cái bộ sản phẩm này đó là gói rầy xanh FC á, thì nó có chứa hoạt chất là buprofenin 25% thì đây là một cái hoạt chất nó gây sự ức chế lột xác của côn trùng chích hút kèm theo đó là nó ức chế luôn cái khả năng để trứng nó làm cho con bò trĩ cũng như là những con rầy rẹp chích thúc á nó không thể nào sinh sôi nảy nở tiếp và bà con mình có thể diệt triệt để được con bò trĩ cũng như là rầy rẹp chích thúc thì những cái ưu điểm của bộ này là hoạt chất của nó rất là mạnh cái bộ hoạt chất này bà con mình có thể thấy trong rất là nhiều dòng để phòng trừ côn trùng chích thúc bò trĩ cũng như là sâu rầy luôn nó có thể trị triệt để được hoàn toàn nhưng mà vẫn giữ được cái đặc tính mạnh nhất là không nóng cho cây trồng cái này rất quan trọng nha bà con và cái giá của cái bộ này là 340 000 Thì với cái liều pha máy nén á, thì bộ này mình vẫn pha 400 lít tương đương với hai phi Còn nếu mà mình xài bình điện thì mình vẫn pha 8 đến 10 bình 25 lít nha bà con và với cái bộ công thức còn lại ở trong video ngày hôm nay á, thì đó là bộ công thức Canon 3 bao gồm là một chai nốc A bầu trĩ với hoạt chất đó là thiomethosam 350g trên lít kèm đó là hai gói Paran USA gồm hoạt chất đó là imidacorid 5% và 70%. Cuối cùng là hai gói siêu sạch rầy với acetamilic 24% và phần 30%. Thì cái bộ sản phẩm này là cái bộ mạnh nhất ở trong ba bộ sản phẩm mà Canon TV muốn giới thiệu tới bà con Thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu về nó nha Thì với cái bộ này xịt nó cũng rất là mát cây Với cái chai nóc A bộ chỉ Có hoạt chất đó là thiamethoxam 300mg trên lít Thì khi mà cái con bộ chỉ mình nó ăn hoặc là nó tiếp xúc phải á, Thì nó gây ảnh hưởng tới hệ thống thần kinh Nó gây co giật và mất kiểm soát thì nó dẫn đến là con bò trĩ mình nó sẽ bị chết đây là một những hoạt chất mà thường xuyên được sử dụng để diệt bò trĩ cũng như là rầy rẹp cái hoạt chất của nó là vừa mạnh nè nó có những ưu điểm như là tiếp xúc lưu dẫn thấm sâu nội hấp thì với những cái ưu điểm này nên nó có khả năng tiêu diệt nhiều loại côn trùng sâu chích hút đến các loại gặm nhấm cũng như là rầy rẹp sâu hại gốc cây luôn nha bà con và tiếp theo đó là gói Paran USA nó chứa là Imidacolic 5% thì canh nông vừa nói ở trên với những ưu điểm mạnh của nó nó có thể diệt những con bò trĩ rầy rẹp nằm kể cả dưới sát nằm dưới lá sát ở trong gân lá luôn những cái chỗ mà bà con mình phun thuốc có thể dễ bị sót á vì những cái hoạt chất này có thể lưu dẫn và thấm sâu vào trong lá bò trĩ rầy rẹp nó chỉ cần cắn nó chích thuốc vào lá là nó bị rối loạn thần kinh và dẫn tới nó chết ngay và còn lại là netretosin 70% bảy mươi thì với cái hoạt chất này nó có thể tác động tới từng tế bào cảm nhận của con bò trĩ luôn làm cho nó là bị rối loạn chức năng dẫn tới là nó co giật và nó chết và còn lại cuối cùng trong bộ sản phẩm này đó là gói siêu sạch rầy với hai hoạt chất đó là acetamiric hai mươi bốn và buprofazin ba mươi thì với hai cái hoạt chất này nó giúp diệt triệt để bò trĩ vì nó có cái tác động rất là mạnh mẽ tới vòng đời của con bò trĩ từ cái vòng đời đầu của con bò trĩ là nó đã gây ung chứng thối trứng và nó ức chế luôn quá trình lột xác của con bò trĩ rồi thì kèm đó là khi mà con bò trĩ mà vườn mình đã có những con bò trĩ trưởng thành nó rất là nhiều rồi á thì khi những con bò trĩ trưởng thành này nó ăn chúng hoạt chất này á chúng nó cũng sẽ bị rối loạn thần kinh chán ăn và nó cũng sẽ chết ngay sau đó thì với những cái bộ sản phẩm mà nãy giờ kênh Đông TV chia sẻ đều có thể trị được bò trĩ cũng như là rầy rập chích hút khác kể cả sâu bệnh trừ các loại mà kháng thuốc mà sâu mạnh á, ví dụ như sâu khoang chẳng hạn thì lúc đó bà con mình cứ báo về thì canh nông sẽ chỉnh sửa lại những công thức phun cho bà con mình đổi thuốc đổi hoạt chất kèm thêm các hoạt chất thuộc dạng mà chuyên trị sâu để mình xử lý nó nha bà con còn vườn ở mình ở chỉ ở cái mức độ là bò trĩ hoặc là sâu hại rầy rệp bình thường á, thì mình dùng ba bộ sản phẩm này nó đều trị được Uh, chích hút kể cả miệng dai cả sâu rầy các thứ luôn và ưu điểm đặc biệt của ba bộ này là mình sẽ không lo sợ là bị nóng cho cây nha tại vì canh nông cũng có rất nhiều sản phẩm nhưng mà không dám chia sẻ tới bà con vì sợ nó nóng cho cây trồng của bà con nên ba bộ sản phẩm canh nông vừa chia sẻ ở trên là đều có đặc tính mát cho cây để cho khi bà con mình phun á nó không có bị ảnh hưởng tới cây trồng cũng như là rau màu của mình để tránh cái trường hợp là gây nóng và xoắn hết cũng như là rụng bông của bà con thì cái giá của bộ này là 360 ngàn nha bà con Mình cũng với cái liều pha máy nén là 400 lít Tương đương với 2 phi Và liều pha bình điện là 8 bình tới 10 bình 25 lít Thì các, những cái bộ sản phẩm này đều nãy giờ á, Mà Canon TV giới thiệu tới bà con Mình nó đều có mức giá là tăng từ cao đến thấp Nên bà con mình có thể tăng lên một chút thôi nhưng mà kèm theo đó thì mức độ mạnh của nó sẽ tăng dần nếu bà con mình sử dụng phòng trừ bọ chỉ sâu hại ở trên cây trồng cũng như là rau màu của mình á thì mình chỉ cần luân phiên ba cái bộ hoạt chất này thôi tuần thứ nhất thì mình xài bộ một tuần hai mình tiếp mình xài bộ hai rồi tuần thứ ba là mình lại tiếp tục là mình xài bộ ba còn tới thứ tuần thứ tư bắt đầu mình quay lại bộ một thì sẽ đảm bảo với bà con mình là mình sẽ triệt để là chỉ được con bò trĩ này để tránh cái trường hợp là những cái con bò trĩ này nó bị kháng thuốc á, tại vì cái vòng đời bò chỉ nó rất là ngắn nên là nó kháng thuốc nên mình phải luân phiên sử dụng các hoạt chất thuốc và ưu tiên các hoạt chất mát bà con mình đặc biệt chú ý là kháng thuốc nha nếu bà con mình sử dụng một loại liên tục á, thì nó sẽ bị kháng nên bà con mình dù thấy dùng một loại rất là tốt nhưng mà bà con mình cứ xài hoài xài hoài á thì bà con thấy nó không có kết quả nữa thì bà con nghĩ là do thuốc mình mua chúng thuốc giả hay là gì đó nhưng mà thật sự là không phải nha bà con đó thực sự là nó đã bị kháng thuốc rồi nên với việc đó thì canh nông mình luôn ưu tiên là giúp bà con mình đổi thuốc nhưng mình mình vẫn giữ được cái kết quả tốt nhất cho cái vườn trồng của mình nha bà con thì như vậy hôm nay canh nông cùng bà con mình tìm hiểu về các bộ công thức trị bọ chỉ cũng như rầy rẹp gây hại trên cây trồng nếu bà con mình thấy video này bổ ích quá thì bà con mình có thể like hoặc là bình luận dưới video nếu bà con mình cần tư vấn hay là đặt mua hàng á thì mình có thể liên hệ với số điện thoại là 0936 968 747 mình có thể gọi điện trực tiếp hoặc mình có thể nhắn tin Zalo qua số điện thoại này đều được nha bà con. Thì Canon TV có chính sách là giao hàng tận nơi và miễn phí vận chuyển cho bà con. Dù bà con mình ở bất kỳ đâu thì mình cứ đặt hàng mình sẽ nhận được trong khoảng từ 2 đến 3 ngày. Mình cứ chủ động đặt hàng sớm để mình sử dụng bảo vệ cho cây trồng của mình. Nếu bà con mình thấy video này mà chưa đăng ký kênh á thì bà con mình có thể nhấn đăng ký kênh để khi mà kênh ông ra thêm những video mới về cây trồng bà con mình có thể nhận được thông báo nha. Xin cảm ơn bà con đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video sau ạ.